Hello everyone, welcome back. Today is Fluency Time. Lesson 1, Everyday English. Part 1, Listen, Read and Say. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học Fluency Time, có nghĩa là thời gian để mà mình rèn luyện các cái mẫu câu để có thể nói thật là lưu loát. Thì người ta gọi là fluency time. Và chúng ta đầu tiên là sẽ học lesson 1, everyday English, có nghĩa là tiếng Anh mỗi ngày. Và phần đầu tiên là listen, read and say, là nghe, đọc và nói. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe trước nha. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có hai bạn nhỏ đang vẽ tranh. Và bạn gái này là đang cho bạn trai mượn màu để tô, đúng không nào? Vậy thì chúng ta ở đây chúng ta cũng có 3 câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe trước nha các bạn nha. Now listen. Listening 52. Listen, read and say. 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. 3. Okay, listen one more Listening time. 52. Listen, read, and say. 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. Okay. Ở đây á, khi mà bạn gái này đưa cho bạn trai mượn, chia sẻ với bạn trai những cái bút màu, thì bạn ấy nói là here, sell my crayons. Có nghĩa là đây này, bạn có thể sử dụng những cái bút chì màu của tôi. Share, cái chữ share này có nghĩa là chia sẻ nha các bạn nha. Chia sẻ. Rồi sau đó bạn trả lời là thank you, cảm ơn bạn. Rồi bạn gái này mới nói lại là you're welcome, có nghĩa là không có gì. Thì ở đây là những cái mẫu câu rất là thông dụng thôi các bạn ha. Ví dụ như ở trong lớp thì mình có thể chia sẻ cho bạn mình rất là nhiều thứ, chứ không phải là chỉ có bút chì màu, đúng không nào? Chúng ta có thể share my pencils, share my pen, share my book, đúng không nào? Chúng ta có thể chia sẻ bút chì nè, rồi bút mực nè, hay là sách chẳng hạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại tất cả những cái câu này một lần nữa nha các bạn. Picture 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. Okay. Part 2. Listen and point. Nghe và chỉ. Bây giờ các bạn mở sách ra trang 428. Các bạn mở sách trang 28 đúng không nào? Các bạn có thể thấy là phần số 2 chúng ta có bài Listen and point. Nghe và chỉ vào đúng bức tranh mà mình nghe được đó ha. Thì ở đây chúng ta có bốn cái bàn, thì mỗi bàn có hai bạn đúng không nào? Và chúng ta sẽ nghe xem là các bạn ấy chia sẻ với nhau cái điều gì nha các bạn, và chúng ta sẽ chỉ vào cho nó đúng ha. Bây giờ mình sẽ cùng nghe trước nha. Now listen. Listening 53. Listen and point. 1. Here, share my pencils. Thank you. You're welcome. 2. Here, Tom, share my crayons. Thank you. You're welcome. 3. Share my pen. Thank you. You're welcome. 4. Share my desk.
Thank you. You're welcome. Rồi, các bạn nghe được chưa nào? Các bạn nghe và chỉ vào đúng bức tranh có nghe giống như trong bài nghe chưa các bạn? Thì ở đây, đầu tiên là bạn ấy nói là here, sell my pencils. Thank you. You're welcome. Thì ở đây chúng ta thấy cái bức tranh mà có pencil có phải là bức tranh của hai bạn gái này không các bạn? Hai bạn gái ở bên tay trái ấy, là hai bạn đó chia sẻ bút chì ha. Rồi tiếp theo là bạn gái thứ hai nói là here, sell my crayons. Thank you. You're welcome. Thì cái bạn này, bạn gái thứ hai này đang là ở đây này, các bạn đang ở bức tranh này, thì nói là chia sẻ bút chì màu với tớ nhé. Và bạn nam trả lời là thank you, cảm ơn bạn. Sau đó bạn nữ trả lời là you're welcome, có nghĩa là không có gì. Rồi tiếp theo là bức tranh này nha các bạn nha, bức tranh ở bên tay phải của các bạn. Thì có hai bạn này thì bạn nữ mới nói là sell my pen. Nào cùng chia sẻ bút mực với tôi nào. Thì bạn nam này mới nói là thank you, cảm ơn bạn ha, you're welcome. Rồi tiếp theo cuối cùng là hai bạn nam này, bức tranh này thì hai bạn đó chia sẻ bàn, đúng không? Chia sẻ cái bàn để mà cùng vẽ tranh ha. Here, sell my desk. Thank you, you're welcome ha, you're welcome. Okay, listen again. Listening 53. Listen and point. 1. Here, share my pencils. Thank you. You're welcome. 2. Here, Tom, share my crayons. Thank you. You're welcome. 3. Share my pen. Thank you. You're welcome. 4. Share my desk. Thank you. You're welcome. Rồi, các bạn thấy không? Mình, ví dụ như mình muốn là chia sẻ cho bạn mình một cái gì đó thì mình có thể nói là share my pen, share my pencil, share my crayons, share my desk. Hoặc là sell my candy, đúng không nào? Mình có thể chia sẻ cả kẹo và bánh nếu mình có, đúng không các bạn? Ok. So now we move to lesson 2. Clear, Matt. Cái phần số, bài học số 2 này là chúng ta học về toán nha các bạn nha. Học làm toán. Math là môn toán. Thì ở đây bài phần toán ha. Ok, now listen. Listening 54. Listen and point. Plus. Equals. Addition problem. Equals. Equals. Addition problem. Addition problem. Plus. Plus. Listen and repeat. Now repeat. Plus. Plus. Equals. Equals. Addition problem. Addition problem. Okay, listen one more time and repeat. Bây giờ các bạn đọc lại theo cô nhé. Plus. Equals. Addition problem. Addition problem. Equals. Plus. Good. Listening 50. Now part 2, listen, point and repeat. Phần này là chúng ta vẫn sẽ nghe, chỉ và lặp lại theo nha các bạn. Đây là một addition problems, là một cái bài toán ha. Bài toán này là có số mấy cộng số mấy các bạn? Number 5 plus 3
It equals 8. 5 cộng 3 bằng 8, đúng không nào? Okay, listen. Listening 55. Listen, point, and repeat. Addition problems. 5 plus 3 equals 8. 5 plus 3 equals 8. Right? Now listen again and repeat. Listening 55. Listen, point, and repeat. Addition problems. 5 plus 3 equals 8. 5 plus 3 equals 8. 5 cộng 3 bằng 8. Đúng nào? It's listening. Ok, đây là phần bài tập mà cô muốn các bạn làm cho cô nhé. À, ở đây các bạn thấy là có một ví dụ là 3 plus 4 equals 7. 3 cộng 4 bằng 7. Bây giờ các bạn làm cho cô bài này. 5 cộng 1, 10 cộng 5, 2 cộng 9. Ra kết quả bao nhiêu? Rồi mình ở dưới mình ghi lại bằng tiếng Anh cho cô nha các bạn nhé. Ví dụ 5 plus 1 equals 6, right? 10 plus 5 equals 15, right? 15, 15. 2 plus 9 equals 11, 11, right? Ok, các bạn làm bài này với chung vở cho cô nhé. Now, your homework, page 28 and 29. Bài tập về nhà của các bạn làm trang 28 và 29. Cái phần bài tập này á, thì nó sẽ không có liên quan đến cái fluency time của các bạn nhiều, mà nó là phần review, có nghĩa là ôn tập review 1, phần ôn tập 1. Thì cái phần ôn tập này chúng ta sẽ làm những cái bài tập có liên quan đến những cái bài mà chúng ta đã học từ đầu năm đến giờ đó các bạn. Ok, number 1, look and write, then read the sentence. Các bạn có thể thấy người ta nói mình là gì? Nhìn và viết, sau đó đọc lại các cái câu đó. Thì ở đây người ta đã làm cho các bạn câu số 1 là this is my sister. Các bạn đồ lại cho cô chữ sister nhé. Sau đó các bạn làm câu số 2. Các bạn có thể nhìn vào những cái từ ở trong cái ô này, các bạn điền xuống đây cho nó hợp lý. Ví dụ như câu số 2, mẹ đang rất là khát nước đúng không các bạn? Thì cái chữ khát nước là chữ nào mình học rồi thì mình điền qua đây. She is thirsty. Rồi em bé Billy đúng không nào? Billy thì sao? Đang rất là gì? Buồn hả? Buồn đúng không nào? He is sad. Cuối cùng là bạn này thì đang sao? Nói là sao? Are her socks? Đúng không nào? Đây là có phải là đôi vớ của cô ấy hay không? Rồi còn bài số 3 trang 29. Circle the words with the same beginning sound. Có nghĩa là chúng ta sẽ khoanh tròn vào các cái từ mà nó có cùng cái âm bắt đầu đó các bạn. Ví dụ như câu số 1. Tower, sofa, nurse, socks. Thì cái chữ sofa và chữ socks này nó đều bắt đầu bằng âm s, đúng không nào? S, sofa, s, socks, sock. Thì các bạn sẽ khoanh tròn vào ha. Tương tự như thế chúng ta làm câu 2, 3, 4. Và bài số 4 là look and match. Nhìn và nối. Thì các bạn có thể thấy là mình nối những cái âm mà mình đã học rồi, đúng không các bạn? Ở đây chúng ta có letter O, October, October. Thì đây là gì các bạn? Là con bạch tuộc đúng không nào? October, bạch tuộc. Thì người ta đã nối vào cái letter O này là in hoa nè. Nối qua bên đây là chữ thường này các bạn. Đó. Rồi các bạn tương tự như thế các bạn nối bước chân số 2 đến bước chân số 6 ha.
Tất cả những cái âm này mình đã học rồi, những các bạn mình đã học rồi. Mình chỉ làm lại thôi. It easy, right? Okay. Now it's time to say goodbye and see you soon on Thursday, right? Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học trực tuyến ngày thứ chiều thứ năm. Các bạn về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ và cố gắng là đọc lại tất cả những cái câu mà mình đã học ở bài Fluency Time ngày hôm nay. Okay, goodbye and see you. I can clap my hands, I can stamp my feet, I can clap my hands, I can stamp my feet.